tin dạng này xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Đó là tin giả. Tin giả hoành hành càng khiến công tác phòng chống dịch COVID-19 đã khó khăn còn khó khăn hơn. Nó làm xã hội hoang mang, thậm chí chia rẽ. Nó tác động tiêu cực, trực tiếp tới những người đang ngày đêm chống chọi với dịch bệnh. Mục đích những kẻ đứng sau tin giả là gì? Ngăn chặn nó như thế nào? Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đối diện số 8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Bây giờ đi đâu người ta cũng nói đến con virus quái ác này. Nó ảnh hưởng đến gần như mọi mặt của đời sống xã hội. Cuộc sống thì bị đảo lộn. Ngành y tế đang nỗ lực và đi đầu trong công cuộc chống dịch. Song hành cùng với y tế là biết bao các bộ phận khác. Ở Việt Nam, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị vào cuộc và toàn dân cũng đang được kêu gọi tham gia vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn và cực kỳ cam go. Thế nhưng bên cạnh việc chiến đấu với virus mang mầm bệnh như thế này, thì chúng ta còn phải đối diện với một loại virus cực kỳ nguy hiểm khác, đó chính là tin giả hoặc là những thông tin gây hoang mang dư luận. Tin giả xuất hiện ở khắp nơi, truyền miệng trên các trang mạng xã hội và truyền thông xã hội. Điều đáng nói là nó tác động rất mạnh đến người dân, khiến họ tin theo và xuất hiện những tâm lý hoang mang. Chúng tôi tạm chia các loại tin giả xấu độc thành 3 loại. Loại thứ nhất là những thông tin hoàn toàn bịa đặt. Nó là những tin đồn thất thiệt. Loại thứ hai là những thông tin với mục đích gây hoang mang dư luận. Và loại thứ ba là loại thông tin giả với mục đích chống đối chính quyền, chia rẽ xã hội, làm giảm lòng tin của người dân vào các giải pháp của chính quyền. Loại này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ ra như vậy là để chúng ta nhận diện, thấy rõ mục đích của những kẻ đứng đằng sau thông tin này là gì và chúng là ai. Đây sẽ là nội dung của chương trình Đối diện ngày hôm nay. Vũng Tàu đã có bệnh nhân dương tính. Tài khoản Facebook này hôm 16 tháng 3 giật tin bịa đặt chỉ để khuyến cáo cộng đồng mua nước súc miệng của mình. Trước cơ quan công an, đối tượng này phân bua rằng đăng tin do nhầm lẫn. Một sự nhầm lẫn có chủ ý. Trong thời dịch bệnh, những tin bịa đặt như vậy không phải là hiếm. Nó lan còn nhanh hơn dịch thật. Chỉ vài tháng khi COVID-19 bùng phát, các lực lượng chức năng của ngành công an đã phát hiện xử lý hơn 800 đối tượng liên quan đến việc phát tán tin giả, tin xuyên tạc với nhiều thủ đoạn khác nhau. Các đối tượng đã tán phát nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến số người nhiễm bệnh, thậm chí bịa đặt số lượng người đã tử vong do dịch bệnh COVID-19. Một số đối tượng thì lợi dụng cái dịch bệnh để mà đầu cơ trục lợi. Nhiều tổ chức, đối tượng phản động chống đối trong và ngoài nước lợi dụng cái tình hình dịch bệnh để mà đăng tải các cái thông tin, rồi dẫn dắt tạo ra những luồng thông tin chống phá đảng nhà nước. Công cụ cơ bản để ứng phó với nạn tin giả trên không gian mạng hiện nay là Luật An ninh mạng. Luật quy định tùy theo tính chất, mức độ, những hành vi vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường nếu có gây thiệt hại. Nhưng đây mới là những quy định chung, chế tài trực tiếp nằm ở một số nghị định cụ thể. Còn những cái chế tài xử phạt xử lý trực tiếp thì có thể điểm tới với nghị định số 174 của Chính phủ ban hành năm 2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin. Quy định cũng rất là cụ thể về xử phạt cái hành vi mà đăng tải cái thông tin xuyên tạc sai sự thật, gây phương hại tới quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Dù nhằm mục đích gì thì tin giả đã gây ra hệ lụy xấu trong lúc xã hội cần nhất sự đồng thuận. Tin thất thiệt thì chắc chắn không thể giúp chống dịch, chứ chưa nói đến chuyện cứu được người bệnh. Trong lúc cả nước chống dịch như chống giặc, không chỉ virus gây bệnh mà cả virus tin đồn cũng cần được các lực lượng chức năng vào cuộc, chung tay phòng chống, ngăn chặn và xử lý. Chúng tôi phối hợp với các cái nền tảng xuyên biên giới để mà ngăn chặn, gỡ bỏ những cái thông tin nói sai sự thật. Đối với những cái trường hợp mà nghiêm trọng thì bên lực lượng thông tin truyền thông sẽ chuyển hồ sơ qua cho lực lượng công an để xử lý, với một cái tinh thần là kiên quyết không để xuất hiện một cái ổ dịch thông tin ở trên mạng xã hội. Một tin đồn thất thiệt có thể bị buộc phải gỡ xuống. Chủ nhân của nó có thể phải chịu xử phạt.
nhưng để phòng chống và ngăn chặn hiệu quả tác hại thực tế của tin đồn trong xã hội sẽ cần nhiều hơn thế. Nhiều thông tin sai sự thật như trên đã bị phát hiện. Những người tung tin giả cũng đã bị xử lý. Nhưng có những thông tin hoặc là những cách diễn đạt ác ý hơn, có trình độ hơn thì lại đang nhởn nhơ trên mạng xã hội. Đó là những thông tin gì? Thường đó là những bài viết hoặc là những dòng cảm thán ngắn tưởng như là vô hại nhưng hàm chứa đầy ẩn ý. Nó khiến những người sau khi đọc những thông tin đó sẽ nghi ngờ những gì được thông tin từ phía các cơ quan chức năng. Từ sự nghi ngờ này, họ sẽ mất niềm tin vào những thông tin chính thống, để rồi tiếp tục thổi bùng sự hoang mang lên nữa. Chính sự hoang mang này cũng càng làm cho công tác phòng chống dịch gặp khó khăn hơn. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Cách đây không lâu, viện tạm đóng cửa một tuần để triển khai các biện pháp chặn dịch vì một cán bộ đã nhiễm COVID-19. Lợi dụng chuyện này, tài khoản Facebook này tranh thủ đặt ra nghi vấn về hiệu quả trong hoạt động của viện. Thâm độc hơn, đối tượng còn có động thái kêu gọi cộng đồng mạng lên tiếng để đóng cửa vĩnh viễn cơ quan này. Và điều đáng buồn, không ít người đã hùa theo với những bình luận tiêu cực. Đưa những cái giọng điệu nửa nạc nửa mỡ hoặc là cố tình để chống lại những cái miền, để chống lại những cái khu vực để cho người ta có thể suy diễn, người ta có thể lắp thêm, người ta có thể cấy thêm những cái thông tin này khác. Và cái đích cuối cùng của cái thông tin kiểu này ấy, là nhằm phủ định chứ không phải là với tính chất xây dựng, tạo cái điều kiện để cho những cái khác, những cái nguồn phát tin khác mà chắc chắn là không tử tế, không hay ho gì đã tìm cách để khuếch tán cái thông tin này lên. Người ta comment vào là đại bộ phận đây là công chúng. Anh xe ôm không có đi học cũng có thể là lên đấy comment được một lời. Một cái chị bán rau có thể comment một lời. Nhưng tôi chỉ lưu ý mỗi khi anh comment cái gì thì đừng có suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Khi nó lấp lửng như thế, nếu có trách nhiệm cho sau, anh phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Chứ còn nếu mà suy hướng theo chiều hướng tiêu cực thì suốt ngày tôi có thể có ý kiến để phê phán xã hội. Nhật ký yêu nước, Facebook có tên cái gọi là yêu nước này, thực chất lại là phản động. Yêu nước kiểu gì mà những nội dung được Facebook này đăng tải toàn lời lẽ kích động, chỉ xoáy sâu vào các hiện tượng tiêu cực, sau đó thêm thắt, bịa đặt, dựng chuyện gây hoài nghi. Nhân việc Việt Nam đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ công cụ chẩn đoán nhanh COVID-19, mà Facebook này đã đặt câu hỏi rất lửng lơ rằng có phải trước đó Việt Nam nghiên cứu thành công công cụ chẩn đoán nhanh COVID là bịp bợm. Sự lửng lơ này đã phủ nhận toàn bộ cố gắng của ngành y tế và kéo theo rất nhiều bình luận ác ý xuất hiện. Cái trò này nó gọi là cái trò tạo sóng cồn trong bể bơi ấy. Viết những cái dòng status rất là ngắn gọn hoặc đôi khi chỉ là một dòng cảm thán biểu hiện thái độ về một cái vấn đề gì đó mà xã hội đang quan tâm, thì với một cái lượng comment rất là khủng ở phía dưới thì cứ mỗi người là cứ bé xé ra làm to, vai chính vai tà và đấu tranh rồi thảo luận rồi là ném đá lẫn nhau ở trên đấy. Và nó tạo ra là từ những cái chuyện thậm chí không hề có thực mà nói đi nói lại, nói rất nhiều và nói qua nhiều ngày ấy, thì thậm chí nó trở thành một cái vấn đề mà người ta nghi là có thật. Và để không bị mắc bẫy với muôn hình vạn trạng dòng chảy tin tức, chẳng cách nào khác, mỗi người phải tự biết cách chọn lọc thông tin và tỉnh táo suy nghĩ trước khi bình luận. Cái Facebook của anh, cái ngôi chính ngôi nhà của anh mà có chửi bới nhiều quá chỉ làm bẩn cái ngôi nhà của anh thôi. Anh mà có nói năng nó không đúng là càng ngày anh càng thiếu đi cái sự tin cậy của bè bạn. Anh tựa vào những cái ý kiến có chính cái lập lờ ấy mà anh khúi sâu vào, anh làm cho cái tâm lý của cả cái cộng đồng này nó bất an. Đấy là người có tội với đối với nước, người có tội với dân tộc. Cái người viết đấy chỉ là một con chim mồi thôi và họ có tổ chức hẳn hoi. Ví dụ như là người phát thì lập tức 5-7 người hoặc hàng chục người, người ta comment ở phía dưới, tạo ra một cái cơn sóng về bình luận ấy, thì nó càng thu hút cái sự chú ý của cộng đồng. Mà như chúng ta biết là cái tính tương tác trên mạng xã hội nó rất là lớn. Hôm nay anh chỉ comment một lần vào những cái status tiêu cực thì ngày mai sẽ có rất nhiều cái status cái tiêu cực khác nó xuất hiện trên cái new feed của anh, dẫn tới là anh sẽ càng ngày càng bị đắm chìm vào một cái môi trường thông tin đen.
Điều rất đáng buồn là không ít những người đưa ra bài viết gây hoang mang trên mạng xã hội này là những người có trình độ. Họ có thể là những nhà báo đã về hưu hoặc vẫn đang viết lách. Cũng có thể là những người đã từng là cán bộ nhà nước, giới trí thức. Cùng với đó là cả những kẻ luôn có những quan điểm chống đối hoặc là khó chịu với những thành quả của đất nước đã đạt được trong nhiều năm qua. Có ý kiến cho rằng, những người này hình như chỉ muốn dịch hoành hành thật mạnh tại Việt Nam. Chính phủ không kiểm soát được dịch, người chết tràn lan thì chúng mới hả dạ. Mới chứng minh được những gì mà chúng đưa ra là hoàn toàn đúng. Còn với kết quả như bây giờ thì khiến họ hậm hực. Họ hậm hực vì cái gì? Hay hậm hực vì một chính thể, một nhà nước mà từ trước đến nay họ luôn chống đối đã và đang làm những việc rất tốt khiến cả thế giới phải ghi nhận. Chúng có nghĩ đến việc rằng là những cái phát ngôn đó có thể gây hại đến tính mạng của chính đồng loại. Nếu dịch bệnh lan tràn một phần vì sự hoang mang của người dân thì có thể chính những người này hoặc những người thân, bạn bè của họ cũng không phải là ngoại lệ. Từ một số tài khoản mạng xã hội như thế này, những dòng trạng thái nhằm làm nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận liên tục xuất hiện những ngày gần đây. Rất đáng lo ngại đây, 4-5 người chết ngoài đường rồi. Nhà cầm quyền đã mất kiểm soát trước tình hình dịch bệnh. Hay Bộ Công an lo sợ minh bạch thông tin về đại dịch Covid-19? Người tử tế đàng hoàng chắc chắn không thể vô cảm viết về bệnh tật của đồng bào mình như vậy. Những nhà dân chủ tự xưng dù đang vật lộn mưu sinh đâu đó nơi xứ người, bỗng đột ngột sốt sắng với tình hình phòng chống dịch của Việt Nam. Sự hằn học với chế độ đã bộc lộ qua những từ ngữ mỉa mai, những biểu tượng bày tỏ sự thích thú trước tình hình dịch bệnh phức tạp. Phải chăng mong muốn của những cá nhân này không gì khác hơn là dịch bệnh lan rộng ra, số người nhiễm tăng từng ngày, rồi có người tử vong thì càng tốt, để có cớ, có lý do chỉ trích, bôi nhọ những nỗ lực phòng dịch của chính phủ Việt Nam. Để tạo ra những cái bất ổn trong xã hội Việt Nam thì họ tìm mọi cách để có thể nói xấu chúng ta, chia rẽ khối cộng đồng này với khối cộng đồng kia, chia rẽ chính quyền và cộng đồng nhân dân. Thì có thể nói rằng đây là luận điệu không mới mà hoàn toàn cũ từ trước đến nay. Chúng ta chẳng có lạ lẫm gì các luận điệu này. Và vì vậy trước những cái điều họ nói tôi chỉ cười thôi, và những cái dẫn chứng của họ thật ngu nghê. Chúng ta cũng biết được rồi, trước đây là có một vài cái mạng xã hội họ tung lên cứ tưởng như thật, nhưng mà sau này thì những cái hành vi này nó quá quen thì chúng ta nhận chân ra được sự thật đằng sau nó là cái gì. Chỉ trích chính phủ, mai mỉa người dân. Các đối tượng này lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để thực hiện mục đích mà chúng từ lâu đã theo đuổi, làm rối loạn trật tự xã hội, chia rẽ chính quyền với nhân dân. Thủ đoạn ưa dùng đó là lấy những thông tin hình ảnh từ các cơ quan truyền thông chính thống của Việt Nam để đưa lên mạng xã hội, nhưng kèm với đó là những phân tích vô căn cứ, những thuyết âm mưu tới mức hoang đường để thu hút người xem, hòng lèo lái dư luận theo hướng tiêu cực. Chúng vu vạ cho chính phủ Việt Nam đang che giấu thực trạng dịch bệnh, dựng đứng việc công bố số bệnh nhân bị nhiễm đều có chỉ đạo, hoặc vô căn cứ đến mức khẳng định một lãnh đạo là bố của bệnh nhân bị nhiễm bệnh chỉ vì họ đi cùng chuyến máy bay với nhau. Hoang đường đến mức còn cho rằng Việt Nam công bố các bệnh nhân bị nhiễm bệnh để nhận hỗ trợ của Mỹ. Tôi cho rằng là đấy là những cái mà các cái cá nhân có cái sự thù hằn với chính phủ, thậm chí là với người dân, và tạo ra cái sự nghi ngờ, tạo ra một cái khoảng cách giữa người dân và chính phủ. Họ chống phá thường xuyên liên tục với nhiều cấp độ. Ở trong đó có cái cấp độ đầu tiên là cấp độ đưa thông tin sai lệch. Cấp độ thứ hai là cấp độ tạo ra những thông tin để người dân nghi ngờ cái nỗ lực của cơ quan chức năng. Và cấp độ thứ ba là cấp độ kêu gọi người dân có thể là biểu tình, có thể với người lao động là ngừng việc. Trở lại những tin đồn thất thiệt, xuyên tạc trên mạng xã hội. Bên cạnh những cá nhân đưa những tin tức không được kiểm chứng vì lý do nhận thức, thì chủ yếu những thông tin xuyên tạc được đăng tải bởi những cá nhân thù địch với đất nước. Nhìn vào những cái tên như Đoàn Thị Thùy Dương, thần nực cười dù ở tận nước ngoài, bỗng có đầy những cái gọi là bằng chứng về việc chính phủ Việt Nam bưng bít thông tin. Hay như Lê Công Định, một kẻ từng bị xét xử vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, này bỗng thông thạo với việc sắp xếp thứ tự các bệnh nhân của ngành y tế. Nguyễn Văn Đài bị tuyên án 15 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hiện đang sống lưu vong tại Đức thì thô thiển hơn,
huỵch toẹt bày tỏ mục đích của mình, đó là lợi dụng dịch Covid mà lật đổ chế độ tại Việt Nam. Cả nước đang chống dịch, thế nhưng những kẻ này thực chất thuộc về một đám người chỉ mong dịch bệnh hoành hành, đất nước hỗn loạn để thừa nước đục thả câu, bởi mục đích cuối cùng vẫn là nhằm phá hoại đất nước bằng đủ hình thức. Trong thời gian qua, một số đối tượng, số tổ chức phản động ở nước ngoài cũng như là số đối tượng phản động chống đối trong nước đã lợi dụng cái dịch bệnh Covid-19 để mà tuyên truyền xuyên tạc về tình hình dịch bệnh, rồi thì công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, xuyên tạc các cái đời tư hoặc là những cái quan hệ của các cái ca lây nhiễm. Mục tiêu của các đối tượng đó là làm giảm cái uy tín của Đảng, Nhà nước với nhân dân, chia rẽ mất lòng tin giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước. Có thể kể đến ví dụ như là tổ chức Việt Tân, rồi thì Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, rồi thì tổ chức Voi hay là BBSOS, cũng như là nhiều đối tượng phản động chống đối trong và ngoài nước. Đọc những thông tin vừa rồi có thể thấy rõ ý đồ và bộ mặt của những người đã viết ra những thông tin này. Những nhân vật này là ai? Chúng không còn xa lạ đối với cộng đồng mạng. Khi Việt Nam điều trị khỏi cho 16 người dương tính với nCoV-19, thì chúng tung tin rằng Việt Nam đang giấu dịch, tung lên những thông tin người chết vì Covid-19 xuất hiện ở nhiều nơi tại Việt Nam. Những thông tin này phần nào đã đánh động vào tâm lý của không ít người dân vốn đang hoang mang vì dịch bệnh. Chúng đánh trúng tâm lý đó, và có không ít người cho rằng thế giới như thế thì Việt Nam không thể đạt được những kết quả như công bố. Chúng lờ đi những chỉ đạo quyết liệt từ Ban Bí thư, từ Chính phủ, từ Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó là những sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự cống hiến tận tâm của các y bác sĩ Việt Nam, cùng các lực lượng vũ trang và của toàn dân. Chúng cũng cố tình quên đi những kinh nghiệm chống dịch mà Việt Nam đã có sau những tình huống vô cùng khó khăn như dịch SARS cách đây 17 năm. Chính quyền Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới tuyên bố khống chế thành công dịch SARS mà cả thế giới phải ghi nhận. Đất nước còn khó khăn, nhưng không phải vì thế mà chúng ta không có năng lực chống dịch. Dịch bệnh không thể cứ đem tiền ra để chống. Nó còn là các biện pháp, là sự tận tâm và sự chung tay của toàn xã hội. Đáng buồn là các thông tin sai lệch từ thấp đến cao, từ vô tình đến có động cơ chống đối phá hoại đã tác động không nhỏ đến xã hội trong những quẻ qua. 22 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2020, Hà Nội đã có ca nhiễm nCoV đầu tiên. Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau khi thông tin ca nhiễm này được công bố, mọi thông tin về bệnh nhân được bàn tán xôn xao trên mạng, trong các nhóm chat, trên mọi nền tảng. Hồ sơ đi lại của bệnh nhân, thông tin bệnh nhân đi bar, đi dự khai trương cửa hàng thời trang ngay lập tức được lan đi với tốc độ chóng mặt, dù chẳng ai biết đúng hay sai, được kiểm chứng hay chưa. Hàng loạt những bình luận xấu xí, lấy hình ảnh bệnh nhân ra bàn tán thóa mạng bỗng dưng được hưởng ứng, coi như một việc rất đỗi bình thường. Người ta đã dày công để sưu tầm những hình ảnh của cô đó. Một bộ phận đáng kể là những người chỉ muốn biểu tỏ rằng mình là thạo tin, rằng mình là người giỏi giang, mình là người cập nhật. Và cái việc đưa thông tin như vậy nhằm câu like, câu view, nhằm những cái lợi ích xin được để trong ngoặc kép đối với riêng họ, nhằm thỏa mãn cái sự tự ái, cái sự tự hào, cái tự tôn cá nhân. Từ tất cả những việc đó là đã gây nên một cái trạng thái bất ổn, bất an trong cộng đồng. Con người ta khi đối diện với lại một cái yếu tố nguy cơ mà đang đe dọa tới sức khỏe, tới tính mạng của mình, thì người ta sẽ có xu hướng là đi tìm những các cái nguyên nhân mà nó gây ra cái điều đó. Thế thì cái tâm lý là đi tìm thì sẽ dẫn tới là sẽ có những người, người ta sẽ tạo ra tin đồn. Sau khi bão hòa với các tin về hồ sơ đi lại của các bệnh nhân mắc Covid, thì là đến tin đồn về sự toang của kiểm soát dịch bệnh. Toang rồi nên phải đi dự trữ lương thực. Tin đồn này nguy hiểm đến mức chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng, người dân ngay lập tức đổ xô ra các cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang mở lúc tối đêm, chỉ để khuân thùng mì, bao gạo về. Nỗi sợ đã đẩy lên mức độ mới, gây bất ổn, mất trật tự, an ninh, an toàn. Khi người ta quá sợ hãi thì người ta không còn biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là cái tin đồn thật và đâu là cái mà giả, và cái gì nó nguy hiểm tới bản thân họ. Và họ chỉ biết rằng là làm theo cái tâm lý đám đông, làm theo cái bản năng để tự bảo vệ mình một cách tốt nhất. Các tin đồn thì luôn luôn gây ra những hậu quả không tốt cho xã hội. Đó có thể là các hậu quả về mặt kinh tế, có thể về mặt chính trị, về mặt xã hội,
nó gây chia rẽ trong dư luận, và cũng như là nó có thể làm ảnh hưởng đến cái sự an ninh trật tự của xã hội, và thậm chí là nhiều lúc là còn vi phạm cả về an ninh quốc gia nữa. Vấn đề sức khỏe là câu chuyện toàn dân nên cũng là mảnh đất màu mỡ để những kẻ cơ hội thiếu hiểu biết tung tin nhảm, nhưng hậu quả thì vô cùng nặng nề. Còn nhớ năm 2013-2014 khi cả ngành y tế triển khai công tác tiêm phòng với mục tiêu chấm dứt bệnh sởi. Lúc đó có những tin đồn cho rằng tiêm phòng sởi có thể gây chết người do có thủy ngân bên trong, dẫn đến tình trạng trẻ nhỏ bị động kinh, tự kỷ, khiến nhiều gia đình không đưa con đi tiêm chủng. Và hậu quả là đây, dịch sởi bùng phát. Nhà nhà lo lắng, đổ lỗi cho nhau, các bệnh viện quá tải. Bao nỗ lực hàng chục năm tuyên truyền về bệnh này bỗng chốc trở về con số 0. 147 cháu bị tử vong vì sởi, đấy là cái con số vô cùng đau xót về những các cái tin đồn, và y tế bị mất kiểm soát, y tế bị thất bại bởi vì rằng là chúng ta phải chịu những các cái hậu quả của tin đồn, nó đe dọa đến mạng sống của từng cháu bé một và của cả một cộng đồng. Tin đồn về mặt bản chất đấy là một sự nhiễu loạn thông tin. Khi thông tin nhiễu loạn không được xử lý, nó sẽ bào mòn lòng tin, nó làm mất niềm tin của xã hội. Có những tin đồn nó tồn tại vô cùng dai dẳng ở trong xã hội và có thể nói gần như sẽ không bao giờ diệt hết được tin đồn. Thành ra chúng ta bắt buộc phải sống chung với tin đồn trong thời đại số. Nếu coi tin đồn như một loại virus thì khi chúng ta hoảng sợ chính là lúc sức đề kháng xuống thấp nhất, khiến virus tin đồn dễ tấn công và phá hủy chúng ta, chia rẽ chúng ta nhất. Còn khi chúng ta khỏe mạnh, sức đề kháng cao thì virus sẽ không còn đất sống. Xã hội bị tác động, công tác phòng chống dịch khó khăn từ trong bệnh viện ra đến ngoài xã hội. Các y bác sĩ vốn đã chấp nhận rủi ro, chấp nhận sự hy sinh ngày đêm bên người bệnh, có những lúc bị kỳ thị chỉ vì những thông tin không chính xác. Những bác sĩ ngày đêm chống dịch nói rằng họ không sợ dịch, họ sẵn sàng vất vả, chấp nhận hy sinh để dập dịch. Nhưng một loại dịch mà họ sợ nhất lúc này đó chính là những tin đồn và tin sai sự thật. Ngày 23 tháng 1, khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hai bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. Tập trung điều trị cho hai ca bệnh đầu tiên đặt ra thách thức và áp lực rất lớn cho các bác sĩ và nhân viên y tế ở đây. Nhưng còn một áp lực vô hình khác đè nặng lên họ. Đó là những tin đồn vô căn cứ về tình trạng sức khỏe của người bệnh và mức độ lây lan của dịch bệnh này. Có nhiều cái thông tin ảo thì nó đặt một cái bác sĩ vào trong một cái trạng thái rất là căng thẳng. Và cũng thật sự mà nói, lo lắng là nếu bệnh nhân mà có vấn đề gì, tại vì bệnh bác rất là nặng, thật sự là rất căng thẳng. Các y bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy gặp không ít phiền toái, bị người quen nhắn tin, gọi điện thường xuyên để hỏi han tình hình các ca bệnh, hoài nghi về những thông tin được công bố chính thức. Những người vốn đã bận rộn và áp lực trong công việc, nay càng mệt mỏi và áp lực hơn bởi những tin đồn vô căn cứ gây hoang mang dư luận. Rất là bực mình. Một người hỏi, thậm chí cả trăm người hỏi. Điều đó làm cho mình, tạo cho mình một cái áp lực. Mà trong lúc đó mình thấy là cái bệnh tình không đến nỗi như thế, cái tình trạng dịch không đến nỗi như thế. Chính những người vừa nghe xong, chưa biết thông tin đúng sai, lại chuyển cho người khác. Như vậy vô tình làm bùng nổ cái thông tin sai rất là nhiều. Nó làm nhiễu loạn cái tình trạng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng như là có thể là tại ở Việt Nam. Những thông tin đó nó sẽ đưa ra một cái tác dụng ngược so với sự cố gắng của tất cả các bác sĩ, của các chuyên ngành, các cơ quan đoàn thể đang nỗ lực để dập tắt dịch, để cứu sống bệnh nhân. Trong cuộc đua với tử thần để cứu sống người bệnh, bên cạnh những lời động viên, các y bác sĩ phải đối mặt cả với sự kỳ thị. Những thông tin bị thổi phồng, những lời đồn đại vô căn cứ về phương thức lây nhiễm, về số ca dương tính đã gieo rắc nỗi sợ hãi lên số đông người dân. Chào mọi người. Chị Nguyễn Thị Thúy Phương, điều diễn trưởng khoa virus ký sinh trùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thấm thía điều này hơn ai hết. Phải giấu nơi làm việc để tránh bị kỳ thị là điều đau xót với người chiến sĩ áo trắng ở tuyến đầu chống dịch. Mình đã trải qua những cái kỳ thị rất là khổ. Ví dụ như là cô giáo gọi điện hỏi là có cần phải cho con mình nghỉ không, hoặc là hàng xóm không cho mọi người chơi với con mình. Thế thì lúc đấy thì mình cũng rất là hoang mang,
mình có nói chuyện với cả chồng mình rằng là hay là em ở lại bệnh viện, thì chồng mình nói thôi về đi, nếu mà chết thì cũng chết. Liệu rằng nụ cười chua chát này có khiến những người like và share tin đồn vô căn cứ phải suy nghĩ? Sau những giờ làm việc căng thẳng và nhiều áp lực, chị Phương dành chút thời gian liên lạc về nhà, động viên để chồng con an lòng. Sự ủng hộ của gia đình đã giúp chị vượt qua khó khăn, mặc cảm. Hello con gái yêu. Mẹ ơi, lúc nào mẹ nhớ đeo khẩu trang cẩn thận nha. Nhất là những chỗ đông người. Trong thời đại thông tin phát triển như hiện nay, các y bác sĩ không chỉ chiến đấu với dịch bệnh mà còn phải chống đỡ với miệng lưỡi cay độc của thế gian. Nén nỗi buồn và những áp lực không đáng có vào tận đáy lòng, mỗi ngày trôi qua, họ vẫn tiếp tục làm việc, bởi họ hiểu trong mọi hoàn cảnh, sứ mệnh cao cả của mình vẫn là cứu người. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đối Diện của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta đã nói về những thông tin sai lệch của mùa dịch COVID-19 qua truyền miệng và trên mạng xã hội. Vậy trên báo chí thì thế nào? Có thể thấy các tờ báo, các kênh phát thanh truyền hình liên tục thông tin về dịch bệnh, vừa mang tính cảnh báo, vừa minh bạch thông tin, đồng thời đưa đến cho người dân những hướng dẫn phòng dịch của các cơ quan chức năng. Những thông tin này luôn là nguồn thông tin rất đáng tin cậy để người dân có thể nắm rõ về tình hình của dịch và cách phòng chống. Những thông tin này đã đối chọi với những thứ thông tin giả xuất hiện trên truyền thông xã hội như chúng ta vừa nói đến. Tuy nhiên, không phải bài viết nào hay tờ báo nào cũng có sức lan tỏa tích cực như vậy. Chúng ta phải nhìn nhận một thực tế là có những cách rút tít, những bài viết trên một số tờ báo đã và đang gây hoang mang cho người đọc. Đây là vấn đề đáng lo ngại. Lúc này nó không chỉ còn là thông tin mà nó còn là trách nhiệm xã hội của mỗi nhà báo chúng ta trước các vấn đề khó khăn của xã hội và của đất nước. Bức ảnh một nữ bệnh nhân nguy kịch được cho là cô gái nhiễm COVID-19 ở Hà Nội lan truyền rầm rầm trên Facebook. Báo chí vào cuộc kiểm chứng. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khẳng định đó là thông tin giả mạo. Hàng loạt tờ báo đưa tin. Bức ảnh cũng lặn mất tăm chỉ sau đó vài giờ. Đó chỉ là một trong số hàng trăm tin giả bị báo chí lật tẩy trong những ngày dịch vừa qua. Mạng xã hội thì với cái sự phát triển của nó thì nó là một mảnh đất rất là màu mỡ để cho các cái tin giả, tin thất thiệt, tin đồn lan truyền, và báo chí như là một cái kênh truyền thông chính thức lên tiếng phản bác những cái thông tin như vậy, giúp cho người dân có thể hiểu được đúng bản chất của sự việc và giúp cho người dân biết được những cái biện pháp thực sự, những cái quyết sách đúng của chính phủ trong việc chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Nhưng đâu phải tờ báo nào cũng làm tròn trách nhiệm cao quý của mình. Vẫn có những bài báo đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận, thậm chí là phục vụ câu view để tăng quảng cáo. Bài này chẳng hạn, cuộc sống đời tư mà họ gọi là nhung lụa của một nữ bệnh nhân được họ phơi bày trên mặt báo, trong khi người này đang vật lộn chiến đấu với virus corona. Một bài báo vô cảm. Người đàn ông khỏi viêm phổi do corona nhờ uống 25 lít nước một ngày. Bài viết này có hơn 22.000 lượt thích. Không hiểu thông điệp của bài báo là gì nên một bạn đọc đã đặt câu hỏi như thế này. Với một người có khả năng đọc hiểu bình thường thì theo như tít này, cho em hỏi có phải cách để chữa bệnh là uống 25 lít nước mỗi ngày, còn việc đến bệnh viện chữa trị không quan trọng bằng, đúng không ạ? Bệnh nhân người Trung Quốc tử vong ngoại viện, Đà Nẵng siết dịch gắt gao. Một cái tít rất gây chú ý. Nhưng đọc một hồi thì hiểu rằng bệnh nhân được bệnh viện chẩn đoán do nhồi máu cơ tim, trước đó không có triệu chứng viêm đường hô hấp, không ho, không sốt. Vậy thì có liên quan gì đến chuyện siết dịch gắt gao? Có những nội dung thực sự nó là vô bổ, nó là vô thưởng vô phạt. Và nhiều nội dung tuy là có thực nhưng nó lại gây nên thêm cái nỗi hoang mang cho dư luận, và cũng có nhiều thông tin là thực sự gây lúng túng cho người đọc, thì họ không hiểu là bây giờ họ sẽ nên làm như thế nào để đối phó với những cái dịch bệnh mà đang tác động đến cuộc sống hàng ngày của họ.
Trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch thì một tờ báo có bài viết này: 21 người Việt từng tiếp xúc khách trên tàu Diamond Princess phải tự lo thôi. Nghe thì thấy có vẻ như chính quyền đang bỏ mặc họ, nhưng khi đọc bài thì không thấy bất cứ ai nói những người này phải tự lo, và cũng không có bất cứ người nào trong số họ nói mình phải tự lo. Vậy thì cái tít trên có ý gì? Còn bài này nữa: một tài xế taxi nghi dương tính với virus corona tại Hà Nội, đăng vào ngày 1 tháng 2. Sau khi đọc kỹ triệu chứng của tài xế, một bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai đã phải thốt lên: đây là một bài báo vô lương tâm. Không thể chỉ nghi ngờ riêng con COVID mà giật tít như vậy, vì các loại cúm khác cũng có triệu chứng tương tự. Vị bác sĩ kết luận bài báo không được gì ngoài lượng view và sự hoang mang cho cộng đồng. Tham gia trong nhiều diễn đàn báo chí, chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh cho biết ông thường xuyên gặp phải những bài viết giật gân câu khách kiểu này. Thậm chí là vài tuần trước, ông đã phải lên tiếng rằng báo chí hãy đưa thông tin chính thống của Bộ Y tế cũng nhanh như là đưa tin nghi ngờ và đoán mò cho nhân dân bớt hoang mang. Thiếu đi cái tính gọi là chính xác và có trách nhiệm ở trong báo chí thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy rất lớn. Tôi có nói rằng là cái anh câu view ở lúc nào thì câu view, nhưng mà ở trong lúc này thì người dân là cần phải những cái thông tin là chuẩn xác nhất. Trong những cái tình huống khó khăn thì đạo đức của người làm báo quan trọng hơn rất nhiều so với cái năng lực là thu hút bạn đọc về cho tòa báo của mình. Tôi chưa nói rằng là đấy có những cái lợi ích cá nhân ở trong đấy. Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của báo chí trong việc cập nhật thông tin kịp thời liên tục về dịch bệnh COVID-19. Nhưng các chuyên gia cho rằng bên cạnh những thông tin về số ca nhiễm bệnh, số ca tử vong đang dày đặc trên mặt báo, thì việc tăng các tin về số người chữa khỏi và những bài viết cung cấp kiến thức định hướng cho người dân cũng rất cần thiết. Trong cái thời kỳ dịch bệnh mà lan rộng khắp nơi trên thế giới hiện nay, thì ngoài cái việc cung cấp thông tin đầy đủ, có một quan điểm là cần phải đẩy mạnh cái gọi là báo chí giải thích và báo chí phụng sự. Một thống kê của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông: chỉ 5 ngày, từ ngày 7 đến 11 tháng 3, đã có khoảng hơn 28.000 bài viết về dịch COVID-19. Điều đáng nói là tỷ lệ thông tin tiêu cực trên báo điện tử còn cao hơn trên mạng xã hội. Trong cuộc chiến chống dịch bệnh vô cùng khó khăn này, đạo đức và trách nhiệm xã hội của nhà báo cần được coi trọng hơn lúc nào hết. Trước một sự vật, hiện tượng hay một vấn đề nào đó đang thu hút sự quan tâm của dư luận, chúng ta phải ứng xử với nó như thế nào? Đây là câu hỏi luôn được đặt ra từ trước đến nay, nhất là từ khi mà mạng xã hội phát triển. Rất nhiều kẻ tỏ ra thông thái, rất nhiều anh hùng bàn phím ra tay. Các loại thuyết âm mưu được đặt ra với mục đích thể hiện sự thông tuệ của những con người này. Nhưng những thông tin đó, những suy luận đó xét cho cùng là nhằm mục đích gì và nó đem lại điều gì cho xã hội mới là điều cần nói. Nhưng ví dụ về các thông tin sai lệch trên mạng, những cái tít câu view của báo chí đã và đang làm cho mọi việc phức tạp lên nhiều. Kêu gọi mỗi người dân cần có trách nhiệm xã hội trong lúc này là cần thiết, nhưng đâu chỉ có người dân. Có những người cầm bút cũng đã và đang hành động thực sự với trách nhiệm công dân và trách nhiệm của người thông tin hay chưa? Dịch bệnh không phải là nơi để tranh thủ nổi tiếng hay là kiếm tiền. Dịch bệnh là tình huống cần có sự tử tế trong mỗi con người để chung tay xử lý nó. Người dân trong khu cách ly cần được giúp đỡ. Dân gọi, công an trả lời. Một nữ nhà báo đã tình cờ ghi lại những hình ảnh này tại một khách sạn đã được cách ly ở Đà Nẵng. Hình ảnh đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và ngợi khen của cộng đồng mạng. Người dân đã gọi các chiến sĩ công an bằng cái tên người vận chuyển. Không chỉ ở Đà Nẵng, những người vận chuyển mặc sắc phục đang có mặt ở tất cả các khu cách ly trên cả nước. Dân gọi, họ trả lời. Khu cách ly ở phố Trúc Bạch, Hà Nội cũng vậy. Em gửi cho cháu cái tờ trong đây cả. Để đâu rồi? Đấy, con rể ra kìa. Đấy. Đang ra nó lấy. Thấy yên tâm hơn.
vợ chồng ông Hùng yên tâm cũng phải thôi. Phường Trúc Bạch phát thức ăn miễn phí cho người dân hàng ngày. Sáng là đồ tươi, chiều có thêm đồ khô. Đá cầu, cầu lông, trượt ba tanh. Phía sau hàng rào, trẻ em thoải mái vui đùa, người lớn vui vẻ trò chuyện. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, bất chấp ngoài kia người ta đồn gì, nói gì. Tôi là người trong khu cách ly, nói với mọi người bên ngoài là hãy yên tâm. Chúng tôi ăn uống rất thoải mái. Còn các đồng chí cán bộ phường, cán bộ cảnh sát công an trực ở trong khu vực này thì họ lại rất là khổ sở. Cứ lặng lẽ ngồi một chỗ ăn thì nói chung là nhìn thấy cũng rất nhiều cái cảnh khó cầm lòng. Họ cũng nói nhiều câu rất là cảm động. Họ rất thương cán bộ chúng tôi và cũng rất muốn chia sẻ là thật ra là chúng tôi cũng bị gần như là bị cách ly như họ, tức là cũng phải hàng ngày ở đây 24/24 giờ, nhưng họ chỉ được bên gia đình. Vợ chồng anh Phi, chị Thanh là hai trong số 30 người được chính phủ Việt Nam đưa từ tâm dịch Vũ Hán trở về nước. Khi ấy chị Thanh đang mang thai tháng thứ 8. Chiều ngày 9 thì bắt đầu mới nhận được thông báo là có chuyến bay đặc biệt về đến đất nước Việt Nam của mình. Em còn bất ngờ hơn những gì mà em tưởng tượng. Đến sân bay thì được khử trùng, và đặc biệt là vợ em có một xe cứu thương riêng. Vui ạ, hạnh phúc ạ, sướng ạ. Sau hơn 20 ngày theo dõi, không phát sinh dấu hiệu gì của Covid-19, hai vợ chồng được trở về nhà. Em bé chào đời khỏe mạnh. Thực sự là đây là một hành trình cực kỳ đặc biệt đối với vợ chồng em. Đấy là sự cố gắng và sự hết mình của nhà nước, đảng và chính phủ của Việt Nam. Tin tưởng và công tác phòng chống dịch của chính phủ Việt Nam. Đây cũng là tâm lý chung của nhiều người nước ngoài, trong đó có anh Aaron Johnson, một người Mỹ sinh sống tại Việt Nam. Anh liên tục đăng tải trên Twitter những dòng trạng thái ủng hộ chính phủ Việt Nam với hàng nghìn bình luận của người dùng trên khắp thế giới. Khi nhìn thấy hình ảnh những xe cảnh sát mang đồ ăn và nhu yếu phẩm đến và phân phát cho người dân trong những khu vực cách ly do bệnh dịch, tôi như sút khóc bởi những hình ảnh đầy tình người. Nó làm cho tôi liên tưởng tới hình ảnh đoàn kết của người dân Việt Nam trong thời chiến tranh. Người Việt Nam là vậy, dù thiếu thốn nhưng luôn chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau. Những hình ảnh đó thực sự có sức ảnh hưởng lớn đối với tôi. Theo tôi, người Việt Nam vốn là một dân tộc biết chịu khó, biết kiên cường, có thể vượt qua rất nhiều khó khăn, và lịch sử đã chứng minh điều đó. Chúng ta đã vượt qua dịch bệnh này một lần rồi, và tôi chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua một lần nữa. Trở lại khu cách ly Trúc Bạch, bà nhớ cháu, bà chào từ xa. Đoàn kết chống dịch, vài ngày nữa bà cháu lại được gần nhau. Những hình ảnh vừa rồi cho chúng ta một niềm tin, tin vào những gì đất nước ta đã và đang làm, tin vào sự đồng lòng, tình nhân ái của mỗi con người trong hoàn cảnh rất khó khăn. Tin giả, tin độc sẽ không lấn át được những thông tin tích cực, những hành động đẹp của mỗi chúng ta. Lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa những việc làm có ích là điều mà tất cả chúng ta đều rất cần làm trong thời điểm này. Chương trình Đối diện số 8 của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình Đối diện số 9 được phát sóng lúc 20:10 thứ Tư ngày 25 tháng 4. Xin chào và hẹn gặp lại.